Để thực hiện mục tiêu Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Chính phủ, vừa qua, Cục Bảo vệ Thực vật đã thực hiện lễ ký kết với nội dung cam kết phối hợp thực hiện hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học với công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer, cam kết hướng tới khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm, an toàn, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm xã hội và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và nông dân. Muốn tạo ra được các cái sản phẩm sạch và bảo đảm chất lượng cũng như là đáp ứng được các yêu cầu về quy định kỹ thuật của các nước nhập khẩu thì cái việc liên kết bốn nhà là vô cùng quan trọng để tạo ra được một cái chuỗi gọi là cái từ đầu vào của sản xuất cho đến đầu ra của cái sản phẩm đó. Trong giai đoạn 2022-2025, theo cam kết và kế hoạch dự kiến, chương trình hợp tác sẽ chú trọng xây dựng các mô hình trên các cây trồng chính có tiềm năng xuất khẩu thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn nông dân và các đại lý, xây dựng các chuỗi giá trị sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, mở rộng sản xuất và tăng cường phát triển các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua các cái chương trình phối hợp này thì chúng ta sẽ xây dựng rất là nhiều các cái mô hình trên dọc Việt Nam để cho bà con nhìn thấy được cái cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách an toàn và hiệu quả như thế nào đó, để rồi từ đó chúng ta triển khai cũng như là hướng dẫn để cho bà con có thể thực hiện theo. Các bên tham gia ký kết cùng mong muốn các hoạt động trên ngày càng được đẩy mạnh và có tính lan tỏa, tạo ra nhiều mô hình sản phẩm sinh học hữu cơ tốt hơn nhằm góp phần phát triển một nền nông nghiệp sạch, liên kết theo chuỗi, giá trị cao và bền vững.